Xin chào anh chị nha. Hôm nay rất là nhiều siêu phẩm vừa mới về bên ô tô Duy Tâm. Nói siêu phẩm cũng đúng nhưng mà rất là nhiều xe đẹp mới vừa về bên ô tô Duy Tâm nha anh chị. Ta muốn giới thiệu đến nhà mình để nhà mình có dịp đến ghé tham quan cũng như là kiểm tra chạy thử và coi cái nào vừa ý hài lòng thì ủng hộ bên Tâm nha. Nhiều sự lựa chọn tại công ty ô tô Duy Tâm, xe 7 chỗ về cũng nhiều anh chị. Và đặc biệt là số tự động khá là nhiều nha. Cái xe đầu tiên ta muốn giới thiệu đến nhà mình là con Innova 2012 bản G. G là số tự động nha anh chị, mẫu mới bản G là số tự động, còn bản E là số sàn. Xe này số tự động 2012, lăn bánh 2013, 4 vỏ mới, Michelin, đăng kiểm mới, nội thất rất là đẹp và nỉ rin bên trong còn nguyên. Đó, xe thì mình thùng nước sơn là thẳng băng luôn, máy rin nha anh chị, máy rin bản G số tự động, 8 chỗ ngồi, xe rất đẹp. Cái này Tâm đang bán cho anh chị là 358 triệu ha, tràn nỉ nguyên rin nha anh chị, ghế da đẹp và nội thất là ghế nỉ, xe ưng ý luôn anh chị. Vô lăng cần số thì tuyệt đẹp rồi. Cái này Tâm để cho anh chị là 358 triệu. 358 cho con xe Innova đời 2012 mẫu mới, lăn bánh 2013. Xe chạy được 88.000, 89.000. Xe đẹp. Và đặc biệt nhất là không lỗi nha anh chị, không lỗi. Biển số Bình Dương. Xe được sở hữu là màu bạc nha. 358 anh chị, 358 cho con xe Innova đời 2012, lăn bánh 2013 bản G số tự động. 8 chỗ ngồi, động cơ là 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu thì khoảng 10 đến 11 lít cho 100 km nha anh chị. Xe đẹp ha. Rồi, 358 triệu anh chị ơi. Chiếc tiếp theo đây nữa là chiếc Kia Rondo 2017, lăn bánh 2018, máy dầu số tự động, động cơ là 1.7, odo chạy được 70.000, full lịch sử bảo dưỡng. Anh em ơi. Nhắn tin cho anh đi, anh đang làm video, nhắn tin cho anh đi. Kia Rondo động cơ là 1.7 máy dầu số tự động. Xe này thì cuối năm 2017, lăn bánh 2018, một đời chủ mua mới, được bảo dưỡng hãng định kỳ. Cái máy chạy thì thôi miễn bàn luôn, anh chị lên chạy cái máy này mà chê nữa thì không biết từ nào để diễn tả luôn. Xe đẹp chuẩn, Tâm đang bán cho anh chị là 490. Rondo máy dầu cuối 2017 là hết xe rồi anh chị. Cuối 2017 là không có làm xe máy dầu nữa mà qua máy xăng rồi. Xe này là tháng 12 2017, lăn bánh lần đầu là 2018, một chủ mua mới, gốc số Đồng Nai. Máy dầu anh chị, máy dầu AT số tự động, động cơ là 1.7. Xe thì cực kỳ, và cái này nó có turbo nên nó chạy nó bốc dữ lắm nha anh chị, rất là bốc nha. Bốc mà nhẹ, nói chung là về cảm giác lái xe này thì khỏi chơi. Khỏi chơi miễn bàn anh chị, tuyệt vời luôn. Dùng từ là tuyệt vời cho anh chị mình dễ hình dung nha. Chạy nó ngon tương tự như là nó gần như là cái túc sinh anh chị, gần như túc sinh vậy đó. Nó nhẹ mà nó êm mà nó mượt mà y vậy luôn á. Tâm để cho anh chị là 490 nha, 2017 lăn bánh 2018, Kia Rondo máy dầu số tự động, chạy đâu đó khoảng chừng 5 lít dầu đến 6 lít dầu cho 100 km thôi, rất là tiết kiệm và bốc cực kỳ bốc luôn. Cái này là Kia Soluto. Kia Soluto này là bản đủ, bản đủ thì mâm đúc anh chị, 4 tháng đĩa 2019, lăn bánh được 65.000, xe được sở hữu màu trắng, biển số 93 Bình Phước. Nội thất đẹp và riêng theo xe nha anh chị. Màn hình Android trần 5D 2019, lăn bánh được 66.000. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 288 triệu. Bản đủ số sàn nha anh chị, bản đủ số sàn 2018. Xe hôm nay giá rất là hợp lý, chứ lúc trước xe này phải 350 anh chị, nay giá cực kỳ hợp lý á. Cái này Tâm để cho anh chị là 288 triệu. Kia Soluto 2019 số sàn bản đủ, màu trắng ngọc trai, xe rin hết, không lỗi lầm, từ keo chỉ đến động cơ hộp số máy móc là nguyên rin. 288 triệu nha anh chị. Anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ Tâm nha. Nhiều xe lắm chứ không phải là riêng con xe này nha. 288 2019, đăng kiểm thì còn tới tháng 2 2025. Mình thùng thì đẹp, nước sơn đẹp, chất xe thì ưng ý, gầm bệ chắc chắn. Riêng con xe này giờ anh chị không có tốn tiền nữa nha, nó đang ở một cái trạng thái ổn định và chất lượng. 288 triệu anh chị, vỏ lốp còn được. Cái này là Kia Rondo, này bữa hổm biển số 70 2019 số tự động á, Tâm bán rồi, bán về Đồng Nai rồi, hôm nay đi lấy biển số mới cho khách nè. Hôm qua bán ít, hôm qua bán hình như được có một con hay hai con gì à. Hôm qua bán ít, nhưng mà hôm kia em kìa mấy bữa trước ngày nào Tâm bán từ 3 4 5 xe. Có ngày hôm kia Tâm bán buổi sáng không rồi được 5 xe. Hôm qua bán có một xe anh chị. Rất là nhiều bà con đã tin tưởng và ủng hộ Duy Tâm ha.
tháng vừa rồi tâm bán được 78 xe anh chị. Qua tháng này thấy mức độ khởi sắc của xe cũ nó cũng khá là ổn luôn, nó đều lắm, rất là đều. Xe này thì Innova 2015, mâm đen, đồng hồ đỏ là mẫu cuối cùng rồi nha anh chị. Mẫu này nó giống y như mẫu 2016 luôn. Bước qua cuối 2016 là qua mẫu mới nữa, mẫu hiện nay. Còn cái này là mẫu cuối cùng của mẫu này, 2015, lăn bánh được 100.000. Chất xe thì tuyệt đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Bao cho anh chị là xe rất đẹp nha anh chị. Bình thùng nước sơn riêng còn nhiều, 4 cái vỏ Michelin mới, được trang bị là ghế da xịn, màn hình Android, đăng kiểm mới. Rồi, xe thì hoàn hảo đến mức độ tuyệt đối, chẳng phải làm gì. Riêng con xe này là một con xe rất đẹp nha anh chị. Nói chung là dạng khá đó, dạng khoảng 8 điểm anh chị, 7 điểm rưỡi, 8 điểm. Cái này là sở hữu màu bạc nha. Xe 8 chỗ ngồi, số sàn bản đủ, 2015, mâm đen, mặt đồng hồ đỏ. Cái này thì đăng kiểm đồ mới hết rồi anh chị ơi, đăng kiểm mới, vỏ mới, nội thất là full đồ chơi và rất là đẹp. Tâm để cho anh chị là 365, chưa bán được, hôm nay Tâm giảm xuống cho anh chị là 355 cho con xe rin nha, rin hết từ A tới Z, 355 triệu, Innova 2015 số sàn 355 triệu anh chị. Xe đẹp, đều, chất xe thì ưng ý, 355. Cái xe này thì bên Tâm mới nhận cọc, chờ làm ngân hàng nên chưa biết như thế nào, nên chưa có ra bán tiếp ha. 2022 bữa Tâm bán cho là 415 triệu, Tâm giảm 5 còn 410, Tâm nhận cọc chờ ngân hàng, ngân hàng Việt nữa là xong. Còn em này là em Fortuner máy dầu số tự động, 30 mấy 40 ngàn cây, biển số Bình Dương, 5 vỏ theo xe hết, còn rất là dày anh chị, vỏ lớp còn dày dập luôn, 30 mấy 40 ngàn thì anh chị khỏi nói rồi ha. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 920.000, đăng kiểm mới, đăng kiểm tới tháng 3 năm 2026. Cái này màu nâu anh chị, màu nâu, sơn rin là 95% trở lên, không lỗi lầm, rất là mới. Và Tâm đang bán cho anh chị với cái mức giá là 920 triệu nha. Dòng này bây giờ nó hot lắm anh chị, không có hàng luôn. Thật ra mua về chiếc nào bán liền chiếc đó, 920, mẫu mới nha. Anh chị lưu ý mẫu mới thì nó có đời nổ Startup và ga tự động và lưu control, mẫu cũ là không có, đèn LED mẫu cũ là không có nha, mẫu cũ là đèn bi, rồi đời chìa khóa, rồi mặt ca lăng cũ, khá tạm ổn anh ơi. Chút nữa mình điện lại cho, mình đang làm video. Vỏ lớp là theo xe hết, mình thùng nước sơn thì nói chung là xe đẹp miễn bàn. Chất xe này anh chị coi nè, hai ghế điện nha, mẫu mới thì có hai ghế điện, có ga tự động và cruise control, có đề nổ Startup và có lẫy chỉ số thể thao, xe mới lắm, có mẫu mới rồi, 7 túi khí trần nỉ giữ nguyên và ghế da nguyên rin hết. Chất xe này thì không có gì để bàn luôn anh chị, nó quá tuyệt vời rồi. 40.000 cây nha, 40.000 cây đó, bao cho anh chị là xe chuẩn rin và sơn rin hầu như là trên 90%. Xe này Tâm đánh giá là 9 điểm trở lên nha, xe chủ rất là kỹ, cái máy chạy thì tuyệt vời anh chị, dùng từ tuyệt vời đi cho anh chị mình dễ hình dung nha. Đèn trước là đèn LED rồi, mẫu mới rồi anh chị, mẫu cùng mẫu với 2223 rồi nha, đây cùng mẫu với 2223, mà ca lăng này nhìn là biết mẫu mới rồi ha. Anh chị lưu ý xe mà có đề nổ Startup là mẫu mới rồi, có ga tự động, có đề nổ Startup, số sàn số tự động máy dầu 2020 lăn bánh 21 mẫu mới, 920 triệu màu nâu, xe chạy 40.000, bao cho anh chị mọi thứ từ km cho đến chất lượng xe cho đến keo chỉ, máy móc, hộp số, bao rin nha. Rồi 5 vỏ theo xe hết, 920 triệu anh chị. Fortuner máy dầu nè, anh chị thấy không? Tâm đi sơ thôi, bởi vì đây là một cái video tổng hợp nên không có thời gian để cho mình coi chi tiết được, nên Tâm chỉ quay lướt qua thôi nha anh chị. Cái này 920, anh chị mua xe này thì khỏi phải suy nghĩ, đem vô hãng test nghiêm chỉnh hết rồi hãy giao dịch nha anh chị. Cái này Tâm rất là tự tin, những cái sản phẩm hàng lướt, hàng mới cái này bên Tâm đã chọn lựa rất là kỹ rồi, nên anh chị khỏi lo. Và đây là con Innova đời 2018, số sàn màu trắng, một đời chủ mua mới anh chị, xe chạy hơn 100.000 chút, đăng kiểm mới, đăng kiểm tới tháng 3 2026, vỏ lớp còn được, chất xe đẹp, nội thất rất là tươi và mới. Đây anh chị coi, cái này Tâm bán là 440, 2018 màu trắng, một chủ mua mới, có cân bằng điện tử, có cân bằng điện tử nha anh chị, 2018 là có cân bằng điện tử đó, xe màu trắng, biển số 71 Bến Tre,
Xe thì được, xe khá xe anh chị, xe này khá xe thôi chứ không có xuất sắc nha, nhưng mà bù lại là không có lỗi. Tâm để cho anh chị là 440 Innova 2018 đó, lăn bánh hơn 100.000 một chút, 440, màu trắng, xe đẹp, không có lỗi, chất xe được anh chị, khá xe, 440. Riêng cái nội thất xe này là ưng ý và cái máy chạy rất là nhẹ và êm nha, 440 anh chị. Đây là con Kia Soluto, Kia Soluto mẫu mới, biểu tượng mới rồi, chữ Kia mới rồi ha. Có nút mở cốp điện và có gập gương. Xe chạy có 2.000 cây à, chẳng khác gì xe mới, tương đương với xe là trưng bày của hãng nha. Số sàn bản đủ 2022, đó, cuối 2022 là mẫu mới rồi anh chị. Còn thơm mùi xe mới 2.000 cây số. Tâm đang bán cho anh chị là 365, hôm nay để cho anh chị là 360. Lăn bánh chỉ có 2.000 cây thôi anh chị, nó gần như là xe mới. Và cái bản này thì nó có được gập gương và nó có cốp sau là nút bấm điện đó, nó lên được hai món đó. Và chắc xe nó mới dữ lắm, mới tinh luôn, không có gì để tả anh chị. Kia Soluto số sàn bản đủ 365, giảm 5 còn 360. Xe chạy mới có 2.000 cây thôi, tương đương với xe Rudai và còn bảo hành hãng 5 năm tới năm 2027 anh chị. Tí nữa em điện lại cho, có gì gấp không anh? Rồi. Biết rồi, em đang làm video, tí em điện lại cho. Xe này Vios 2023 lăn bánh được 10.000 anh chị, số tự động, sơn zin 100%, lăn bánh được 10.000, chất xe thì như là xe mới trưng bày, còn bảo hành hãng tới năm 2026, mới lắm, rất là mới, số tự động nha anh chị. Màn hình cam gia đầy đủ, trần nỉ nguyên zin, ghế da là chưa có một vết nhăn luôn, xe gần như là xe mới anh chị. Nhìn cái ghế mình biết rồi ha, 10.000 cây 2023 còn thơm mùi xe, còn bảo hành hãng tới 2026. 485 triệu, hôm nay để cho anh chị là 480 triệu. 2023 lăn bánh được và hai lăn bánh được 10.000 cây, biển Bình Dương, một chủ mua mới màu đỏ, để cho anh chị là 485, giảm 5 còn 480 triệu. Cho con Vios 2023 số tự động màu đỏ 480, anh chị chốt đơn thì gọi ngay vào số hotline 0917215512 nha anh chị. Rất là nhiều xe tại công ty đang chờ anh chị đến để ủng hộ cũng như là để tham khảo kiểm tra nha. Có mua bán gì liên hệ Tâm để được phục vụ nha anh chị. Và tiếp theo đây nữa là con Vios bản G số tự động 2013 màu vàng cát. Xe này chạy hơn 100.000 anh chị, 110.000 một chủ mua mới. Số tự động bản G 2013 đăng kiểm mới, vỏ lốp còn được, vỏ lốp còn khá là mới, máy zin 100%. Mình thùng nước sơn đẹp, đèn trước, pha đèn, mặt ca lăng rất đẹp. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 360 triệu 2013, lăn bánh được 110.000 cây. Đó, Innova bản G số tự động. Để cho anh chị là 360 triệu 2013, xe không gọi là không có điểm chơi luôn chị, không có điểm chơi luôn. Nó tuyệt vời, nó hoàn hảo nha anh chị, hoàn hảo, tuyệt vời. Trần nỉ nguyên rin, qua lăng cần số đẹp, qua lăng đẹp, chưa có tì vết gì hết anh chị, chưa mai, chưa vá, chưa tì vết, qua lăng cần số đẹp, có lên được màn hình Android đó, táp lô táp bi, nói chung là xe tươi anh chị, xe tươi. Cái này Tâm để cho anh chị là 355 triệu nha, màu vàng cát 355, 2013 một chủ mua mới, bản G số tự động 355 triệu. Cái máy của nó thì cực chất nha anh chị, lên chạy là hài lòng và vừa ý liền. 355 2013 số tự động bản G, vỏ lốp còn mới, đăng kiểm mới, mọi thứ đang ở một cái trạng thái tốt chuẩn. 355
con này Y10 bản đủ số sàn 2021 lăn bánh 22 chạy được 20.000, sơn zin là 100% nha anh chị, sơn zin 100%, còn bảo hành hãng tới năm 2026, còn bảo hành hãng tới năm 2026, bản đủ số sàn lăn bánh được 20.000, sơn zin 100%, không lỗi lầm, rất là mới, một chủ mua mới từ đầu, biển số Bình Dương, lốc số Bình Dương nha anh chị. Đây, màu đỏ đô, bản đủ nha, bản đủ thì nó có đề nổ Sita Top, có gặp gương và có cân bằng điện tử, chạy 20.000, một chủ mua mới. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 338 triệu cho con Y10 bản đủ số sàn. Lúc mua mới được giảm thuế là xe này, lúc chủ mua mới là 450 anh chị, giảm thuế là 450, giảm 50% trước bạ là mua xe này 450. Xe này giờ Tâm bán cho anh chị là 335 triệu đi ha, 335 triệu, sản xuất năm 2021, đăng ký và lăn bánh 2022, chạy được 20.000, sơn zin nguyên xe, 5 vỏ theo xe và bánh dự phòng chưa xài. Cái này là Y10 nha anh chị, Y10 số sàn bản đủ sedan 2 đầu. Rồi Tâm để cho anh chị là 335 triệu, xe chuẩn nha, bao chết hãng và mới bảo dưỡng hãng rất là đều. Xe này bảo dưỡng hãng đều nha anh chị, không có gì gọi là để tả luôn, rất là mới và chuẩn. Đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2024, 5 vỏ theo xe, bánh dự phòng chưa sử dụng và xe rất là mới, mặt mẫu mới rồi anh chị, bản đủ số sàn nha, 335, màu đỏ đô. Em này là Innova 2017 màu bạc, 2017 màu bạc, xe chạy 90 mấy ngàn, zin chuẩn rất đẹp anh chị, vỏ lốp còn được, hai cái vỏ trước thì khá là mới, hai vỏ sau thì còn khoảng 50-60%, vỏ trước thì mới, màn hình cam ve, gia chủ đã vô cho mình một cái cam hành trình 93.000 cây, qua lăng cần số đẹp, nội thất rất là tươm tắt và sạch sẽ. Cái này bên Tâm đang bán cho anh chị là 445 triệu, hôm nay Tâm để cho anh chị là 440 luôn nha, 440 cho con Innova đời 2017 đó, 2017 để cho anh chị là 440. Xe thì không có gì để chơi luôn, nó hoàn hảo anh chị, từ nước sơn đồng bọng mình thùng, máy móc là mọi thứ ổn chuẩn, 440 nha anh chị, 440. Hai vỏ sau thì còn khoảng 60, hai vỏ trước là mới, biển số Sài Gòn, xe đẹp, mình thùng nước sơn, nội thất ngoại thất gì đẹp hết anh chị. Rồi 440 nha anh chị ơi, mới về cái City anh chị, City 2017, biển số 63 Tiền Giang, màu trắng nha, City 2017 màu trắng, biển số Tiền Giang, số tự động, Odo chuẩn là 70.000, một đời chủ mua mới. Xe này thì bên Tâm đang dọn dẹp vệ sinh, xe mới vừa về luôn anh chị, 70.000 xịn nha, máy móc nội thất thì đẹp lắm, nói chung xe ưng ý, đang vệ sinh dọn dẹp rửa, bên Tâm chỉ rửa xà bông với lại sumo thôi chứ không có dùng quá chất, máy móc mới tinh, giữ nguyên nha anh chị. Cái này thì Tâm để cho anh chị là 360 anh chị, 360, 2017 đó, 360 triệu, 2017 con Honda City số tự động, động cơ là 1.5 đó, để cho anh chị là 360 triệu nha. Alo, anh nói nhanh lên giùm được không, em đang làm video. Đỏ mặn với vàng cát mà 7 chỗ đâu có đâu, chỉ có màu bạc à. Vàng cát thì có con Innova số tự động. Rồi, vậy thôi nha anh, để lúc nào có anh báo cho. Xe này mới về luôn chị, xe cọp, rất là cọp luôn, là con Fortuner máy xăng số tự động một cầu,
đó, thích mua xe một cầu với hai cầu nó hao xăng lắm nha. Vỏ lốp theo xe 5 cái luôn, và xe chạy mới có 40.000 thôi anh chị, 40.000 cây số 2013 cho con Fortuner máy xăng số tự động. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 470 triệu nha. Anh chị đi tìm xe đẹp thì mua xe này nha, còn tìm xe rẻ là không phải nha. Xe này là xe cạp anh chị, rất là mới, 40.000 cây à, Fortuner máy xăng số tự động 470 triệu. Alo, nói đi anh ơi. Có thông báo cho, tới đâu gửi hết tới đó mà. Với lại Tâm đang làm video nữa, chút Tâm điện lại cho. Có người điện mình à, đừng có khỏi trong nha, cứ làm gì cứ làm đi. Hồ sơ có là có người sẽ điện cho mình. Chứ mà giờ anh cứ điện nó cũng đâu có đâu, nhau. Em gửi rồi, em gửi liền luôn rồi. Đây là con Accent anh chị, Accent bản cao cấp nhất, đăng ký lăn bánh là tháng 5 2023, lăn bánh được 6.000 cây, sơn rin là 99%, mới lắm, còn thơm mùi xe mới, còn bảo hành hãng tới tháng 5 2028, lăn bánh có 6.000 cây thôi anh chị, bản đặc biệt nhìn cái mâm dưới cửa sổ trời là mình biết rồi ha. Cái này Tâm đang bán cho anh chị là 500, hôm nay Tâm giảm xuống cho anh chị là còn 495 nha. 495 cho con Accent 2023 sơn zin 100%, 6.000 cây, 495 anh chị. Vỏ lốp nói chung là xe mới tinh anh chị ơi, không có gì để bàn và không có gì để tả thêm hết, chỉ có chờ anh chị đến để đón em nó về thôi, chứ còn xe này là khỏi tả. Tháng 5 2023 mà lăn bánh có 6.000 cây thôi anh chị, 6.000 cây full lịch sử bảo dưỡng, xe gần như là như mới vậy, thơm phức luôn. Rồi 495 nha anh chị, 495 mới tinh, Accent bản đặc biệt 2023, 495, 6.000 cây. Đây là Vios 2021 mẫu mới, 42.000 cây, số sàn màu bạc nha anh chị, 42.000 cây, một chủ mua mới, xe riêng chuẩn. Và Tâm đang bán cho anh chị là 400 triệu, hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 385 triệu, bán luôn cho anh chị 385, nhanh gọn lẹ nha, 385. Nếu anh chị chốt deal hôm nay thì Tâm để cho anh chị là 385. Hôm nay Tâm sell những cái xe mà nằm lại nha, 385. Xe thì khỏi chơi rồi anh chị, nhìn xe này là không có chơi nha, ưng ý. 2021 lăn bánh được 42.000, chốt hôm nay cho anh chị 385, thu hồi vốn. Anh chị thấy hợp lý thì lên ủng hộ nha. Xe riêng chuẩn, không một lỗi nhỏ, cam kết với anh chị là xe đẹp và không lỗi. 385 triệu. Em này là Kia Soluto 2020, lăn bánh được 45.000 cây, số sàn bản đủ, đang bán cho anh chị là 325 triệu, hôm nay điêu xuống là còn 315 triệu, 315 triệu cho con Kia Soluto số sàn bản đủ, 315 triệu, đăng kiểm còn tới tháng 8 2025. Xe này biển số 63 Tiền Giang, một chủ mua mới, 315 triệu, xe đẹp, lăn bánh được 42.000 cây, xe thì khá là ưng ý và không có điểm yếu, không có điểm yếu, không có điểm lỗi. 315 triệu, chốt cho anh chị nha, 2020. Elantra, Hyundai Elantra 2020 bản xì bọt 1.6 turbo, xe này thời điểm mua mới là 800 mấy, hôm nay Tâm để cho anh chị là 565 triệu, giảm 5 còn 560. Bản xì bọt nha anh chị, xì bọt là bản thể thao, đi thì tốc độ và chất xe nó miễn bàn anh chị ơi, nó tuyệt vời luôn. Cái này bản này là cao cấp nhất rồi anh chị, của con Elantra bản này là cao nhất rồi, không còn bản cao hơn nha. Anh chị nhìn cái vô lăng nè, vô lăng cũng là vô lăng thể thao luôn, riêng theo xe hết, từ da ghế cho đến chất xe. Và xe này có full lịch sử bảo dưỡng hãng, anh chị vô hãng chết thoải mái là vô tư nha, hợp lý thì chốt ha. Xe thì bên Tâm có cam kết chất lượng cho nhà mình, cam kết chất lượng cho nhà mình, giấy tờ đàng hoàng. Vỏ lốp mới, vỏ lốp thì gia chủ mới vô 4 cái vỏ Michelin. Rồi đăng kiểm thì còn tới tháng 6 2025. Mình thùng nước sơn thì rất là đẹp, đèn trước đèn sau là full led, đèn trước là 4 bi riêng theo xe, đèn sau là full led.
là có đèn led ban ngày. Xe này được sở hữu màu đỏ đô, chất xe nguyên rin không lỗi lầm, và sơn rin thì cũng còn trên 90%. Mâm vỏ theo xe, mâm 17 inch nha anh chị. Nhìn cái mâm nó rất là sắc sảo và hầm hố ha. Thể thao, nhìn nó cưng lắm anh chị ơi. Xe này là tuyệt đẹp chứ không phải là vừa vừa nha. Nhưng mà Tâm chưa bán được, hôm nay Tâm giảm giá xuống. Đang bán cho anh chị là 565. Hôm nay giảm cho anh chị xuống 10 triệu là 555. 555 là cái giá này là anh chị cứ tham khảo đi. Chứ giờ mình bán xe mình dĩ nhiên phải nói giá rẻ rồi. Nhưng mà anh chị cứ tham khảo thị trường đi. Rất là hợp lý rồi đó. Này bên Tâm mua gần như là giá vốn rồi đó. Cái này mua của ông anh là 545, về dọn dẹp nó 550 rồi. Hôm nay để cho anh chị là 555. 555 bao rút hồ sơ, thu hồi vốn nha anh chị, hợp lý thì chốt, còn không thì thôi. Xe thì bên Tâm lúc nào cũng bao cho anh chị hết, khỏi lo nha. Bên Tâm bao cho anh chị rồi đó. Cam kết với anh chị bằng chất lượng luôn và ra hãng kiểm tra chết test. Em đây là con Vios. Vios Vios bản E số tự động 2016 lăn bánh 2017. Tí nữa em điện lại cho anh ơi, em đang quay video cái 2016 lăn bánh 2017. Mẫu mới máy mới nha anh chị. Mẫu mới máy mới 2016 lăn bánh 2017. Xe này một chủ mua mới, gốc số Bình Dương. Lăn bánh được 70.000, chất xe đẹp. Ưng ý anh chị, bốn cái vỏ Michelin. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 2024. Nội thất đẹp, nội thất rất đẹp, cái máy êm như ý luôn anh chị. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 360 triệu nha. 360 triệu, 358 triệu. 358 triệu anh chị. 358, 216, lăn bánh 2017. Mẫu mới, máy mới nha anh chị. 358, xe đẹp là giá khác chứ không phải là xe bèo nha anh chị. Xe này anh chị lên thấy cái xe là ưng liền. Nó một chủ mua mới mà cái xe nó còn tươi lắm. Từ cái máy cho đến cái nội thất nó rất là tươi và gầm bệ, nó êm ru luôn. 358 triệu anh chị. Nè, ứng nhiều lấy. Cái này xe đẹp anh chị, xe ưng ý nha. 358 triệu ha, 358. Vios anh chị. Số tự động nha, 358. Nội thất máy móc vào đẹp lắm, nói chung là xe ưng ý. Rin nữa, 70.000 một chủ từ đầu. Em này là VinFast Fadil, VinFast Fadil 2022. 2022 lăn bánh được 20.000 bản đủ. Anh chị nhìn cái mâm là biết bạn đủ bạn thiếu nha. Còn một cái mâm kia là mâm bạc, còn ở đây là mâm phay xước, mâm phay sơn. Rồi sản xuất năm 2022, xe được sở hữu màu bạc, lăn bánh đúng 20.000. Năm vỏ theo xe còn rất là dày. Chất xe này thì không có gì để tả luôn à, nó tuyệt vời luôn chị, nó tuyệt vời luôn. Nó không có gì để tả, nó mới tinh nè. À. Đi nhẹ và êm dữ lắm luôn, lâu lâu Tâm mới mua. Bởi vì thứ nhất là mua xe đời cao, thứ hai nó đi ít Tâm mới mua. Xe này thì bên Tâm đang bán cho anh chị là 335, hôm nay để cho anh chị là 330 nha. 338, đang bán 338, giảm xuống cho anh chị còn 330. 330, bao hồ sơ. VinFast Fadil 2000 có cân bằng điện tử, có gạch vuông, có nhiều tính năng lắm chị, có phím bấm tích hợp và xe rất là mới, 20.000 cây, nội thất mới tinh. 2022 luôn, còn bảo hành hãng. Cái này thì bên hãng người ta bảo hành tới 10 năm là anh chị. VinFast Fadil 2022 lăn bánh 20.000, 330. Đi cái này sướng hơn Monin, sướng hơn i10, sướng hơn những cái xe mà cùng phân khúc. Cảm giác lái khỏe lắm, rất là khỏe ở cái máy anh chị. Cái máy người ta đầu tư cái máy tốt, chạy nhẹ lắm. Nói chung là xe nào cũng được, miễn sao mình thích thôi. Chứ còn bán Fadil thì chơi i10, chơi Monin là không đúng. Nhưng mà cảm giác lái là Tâm có 3 xe, anh chị lên chạy thử Monin, chạy thử i10, chạy thử VinFast. Coi cái nào nhẹ, cái nào êm là biết liền à. Chứ không phải deal để bán được cái xe nha. Rồi giờ giới thiệu cho một cái nhà sản xuất đó. Tâm cảm giác là xe này chạy vừa ý. Còn đây là con i10, i10 số tự động, bản đủ 2022 lăn bánh được 10.000 cây. Năm vỏ nói chung là xe rin hết, còn bảo hành hãng tới năm 2027. Lăn bánh có 10.000 cây anh chị. Cái đây là số tự động nha. Số tự động. Có màn hình Android rồi, đời nổ startup rin theo xe. Nói chung là xe mới lắm, rất là mới, 11.000 cây. Không có gì để mô tả thêm nữa, xe tuyệt vời anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 11 2024. Đó, xe này bên Tâm bán cho anh chị là 400, nhưng mà chưa bán được, giảm xuống là còn 390.
Cái này Y10 bản đủ, sản xuất 2022 nha anh chị, lăn bánh 11.000 cây. Lăn bánh 11.000 cây, Y10 bản đủ số tự động. Màu trắng ngọc trai. 390 anh chị, 390. Xe mới lắm. Rất là mới. Accent, Accent bản đặc biệt 2022 màu trắng ngọc trai, lăn bánh được 20.000. Xe cũng rất là mới, sơn riêng cũng trên 90%, không lỗi lầm. Bên Tâm bán bao cho anh chị là không lỗi lầm nha. Cái này thì Tâm đang bán là 488, giảm cho anh chị 10 triệu còn 478. 478, rồi còn Accent bản đặc biệt 2022 còn bảo hành hãng tới năm 2027. Xe mới lắm và mới chạy có 20.000 thôi anh chị. Còn sạch bóng luôn, thơm phức luôn, không lỗi lầm, vỏ lốp theo xe còn dày cui. Và Tâm bán cho anh chị là 478. Accent bản đặc biệt nha, cao cấp. Và tiếp theo đây nữa là con Vios bản G màu vàng cát 2020. Bản G nha anh chị, bản G màu vàng cát 2020. Sơn riêng hầu như là cũng cả xe, trên 90 không lỗi lầm. Nội thất thì rất là tươi và mới nha. Xe này chạy được 50 mấy ngàn anh chị. 7 túi khí, đời nổ Sita Top, có ga tự động Glue Control, có cân bằng điện tử, có 4 phán đĩa ABS, có phím bấm tích hợp, có nhiều thứ lắm anh chị. Và xe này gần hết đăng kiểm à, tháng 6 2024. Đèn trước là đèn bi cầu nè, đèn LED nè. Chất xe thì khỏi bàn anh chị ơi. Cái này bên Tâm đang bán cho anh chị là 445 triệu, đăng kiểm mới lại cho anh chị nha. Đăng kiểm mới lại cho anh chị, 445 2020. 20 thì nó có ga tự động và đồng hồ điện tử nha anh chị. 2020 thì có ga tự động và đồng hồ điện tử. Màu vàng cát anh chị. Mí cản nó còn riêng hết nha. Có mấy chỗ cày nhẹ. Xe đẹp lắm anh chị. Vỏ lớp nè. Cái này là khá xe nha anh chị. Rất là đẹp luôn và không lỗi lầm ha, máy trắng tươi à. Cái này màu vàng cát anh chị, Tâm bán cho anh chị là 445 triệu nha. 2020. Có ga tự động Glue Control, có đồng hồ điện tử, cân bằng điện tử và cảm biến trước sau. Từ 2020 trở lên mới có nha. Đi bản G này đi thích lắm anh chị ơi. Đi rất là thích luôn. Tâm để cho anh chị là 445 triệu ha. Đây có một con xe giá bình dân là con Vios bản E 2017. Số tự động, một đời chủ mua mới, Odo chạy được 110.000. Một đời chủ mua mới nha anh chị. Tâm bán cho anh chị là 347 triệu, để cho anh chị là 345 triệu ha. 2017 345 triệu. Xe khá xe, không có xuất sắc nhưng mà khá xe và chất xe rin, không có lỗi lầm gì hết. Từ động cơ hộp số, máy móc, gầm bệ là rin hết, keo chỉ cũng vậy luôn. Không có lỗi, không có bị đụng. Xe có sơn có tốt thì có chứ còn mà đâm đụng ngập nước là không có nha anh chị. Xe này bên Tâm đang bán cho anh chị là 347 triệu, Tâm để cho anh chị là 345 triệu ha. Chưa có đồ chơi gì hết nha anh chị. Cái này thiếu cái màn hình. Đồ chơi thì có cái gì đâu, chỉ bỏ cái màn hình vô là xong là có đồ chơi thôi. Chưa có lên màn hình anh chị. Đang bán cho anh chị là 347, để cho anh chị là 345 cho con Vios. Vios bản E số tự động 110.000. 345 triệu anh chị. Biển số 62 Long An. Alo. Màu đỏ nào anh? Hai không hai ba số tự động. 485 anh. Rồi. Và đây là Accent anh chị. Accent 2019 16.000 cây. Em nói vậy được rồi, em đang quay video. Cái này là Accent số tự động 2019 mà lăn bánh có 16.000 cây thôi anh chị. Biển số thì 83 nhưng mà gốc là gốc ngày xưa mua xe và lăn bánh tại Bình Dương. Nên cái số quản lý của nó là số 61. Nếu như anh chị sang tên đổi biển số về đăng kiểm lại là không còn liên quan gì tới 83 nữa hết mà nó là 61. Bởi vì chủ xe lúc đó là chưa có hộ khẩu ở Bình Dương thì sinh sống ở Bình Dương nhưng mà phải gắn biển số 83. Anh chị hiểu rồi ha. Đó,
đăng kiểm còn tới tháng 5 2025. Một chủ mua mới mua xe và sử dụng tại Bình Dương chứ không có ngày nào ở Sóc Trăng hết, nên xe ở Bình Dương thì nó cũng khá đẹp anh chị. Xe này còn đủ hai chìa khóa, đời nổ Startup, nội thất đẹp và xe chưa dọn dẹp, chưa rửa ráy gì hết, mới về anh chị. 16.000 cây, 5 vỏ theo xe. Xe thì rất là mới và mượt ha. 2019 nha anh chị, 2019 lăn bánh được 16.000 cây. Tâm để cho anh chị là để cho anh chị là 402 triệu cho con Vios số tự động, 16.000 cây, màu vàng cát, sơn green cũng là trên 90% đến 95%, không lỗi lầm và rất là mới. Tâm đang bán 405 nhưng mà để cho anh chị 402 đi ha. $402 triệu đó anh chị thấy không, xe bên Tâm là lựa những cái xe đẹp đẹp không à. 402 sơn green là trên 95%, không lỗi lầm, màu vàng cát, 16.000 cây, xe tuyệt mới luôn. Và một chủ mua mới, gốc số là nãy Tâm có tâm sự là xe này mua ở Bình Dương và lăn bánh ở Bình Dương, một chủ mua mới. Rồi nếu mà anh chị sang kênh về bất cứ đâu, đổi nữa là ra số quản lý là 61, sau này mình có mua bán hoặc là đổi xe nó rất là dễ nha. 402 anh chị. Em này là Vios bản E số sàn đời 2022, lăn bánh cũng cực kỳ là ít, 5 vỏ theo xe, khoảng 40-50 ngàn gì thôi. Xe này bảo dưỡng rất là đều nha anh chị, xe tuyệt đẹp nha anh chị ơi, tuyệt đẹp. 2022 mới tin. Rồi Tâm bán xe này cho anh chị 415 triệu, hôm nay Tâm giảm xuống cho anh chị 5 triệu, còn 410 triệu. Hôm qua có con ơi gì mà biển 50E, Tâm nhận cọc chờ ngân hàng rồi không biết sao. Bây giờ Tâm còn đúng một con này màu đỏ 2022, rất là mới, sơn green cũng là 98-99%, hầu như là sơn green nguyên xe, không lỗi lầm, mới tin. Và Tâm đang bán cho anh chị là 415, hôm nay Tâm để cho anh chị là 410. Vỏ theo xe còn dày dập luôn chị, vỏ theo xe còn dày cui. Mình thùng nước sơn thì thôi khỏi nói, sơn green hết mà có gì đâu mà tả. Xe green chuẩn nha anh chị, 410 triệu. Em này Vios G đang 2020 nhưng mà G2020 mà Tâm tạm thời nhận cọc chờ ngân hàng rồi, nên chưa có ra bán tiếp nha anh chị nha, chưa ra bán tiếp, để đó chừng nào rớt ngân hàng mới tính. Còn em này là em Accent 2000 tháng 5 2023, 3.500 cây, 4.000 cây số, nó cũng gần như là xe mới và lăn bánh được có 3.000 mấy trăm cây thôi, còn bảo hành hãng tới tháng 5 2028, 3.000 mấy trăm cây. Đang bán cho anh chị là 505, hôm nay giảm 10 còn 495. Đăng kiểm còn tới tháng 7 2026, đăng kiểm và đường bộ còn rất là dài, tháng 7 2026. Tháng 7 2026 là xe này mua là tháng 7 2023 đó anh chị, đăng kiểm một lần là 3 năm, là xe này mua lúc tháng 7 2023, lăn bánh được có 3.000 mấy trăm cây thôi, bảo hành hãng tới tháng 7 2028. Vỏ lốp nói chung là mọi thứ luôn, nó mới tinh luôn chị. Xe được sở hữu màu đen bản đặc biệt, bán cho anh chị là 505, giảm 10 còn 495. Hyundai Accent bản đặc biệt cao cấp nhất 2023 tháng 7, 3.000 mấy trăm cây, 495 triệu. Tâm vừa mới về được một con này, nếu mà đăng lên là Tâm nghĩ bán rất là nhanh nha. Đây là City Top 2019, chuẩn Euro 60.000, vỏ lốp theo xe, chất xe tuyệt đẹp và sơn green là trên 90%. Một đời chủ mua mới, gốc số Bình Dương, màu xanh carbonsai. Cái xe mà chạy 60.000 á, anh chị lên chạy coi, trời ơi nó tuyệt vời luôn, nó mức một luôn anh chị. Xe này Tâm đang bán cho anh chị là 418 triệu, 418 triệu anh chị. Xe đời 2019 mà lăn bánh có 60.000 thôi, vỏ lớp còn theo xe. Đó, hai cái vỏ trước là gia chủ người ta thay rồi, hai vỏ sau còn theo xe. Anh chị nhìn nè, đó vỏ theo xe còn khá là ok và chạy còn rất là êm. Mình thùng nước sơn thì rin trên 90, không lỗi lầm. Và mã top thì nó có đèn led trước và đèn led sau, cân bằng điện tử, 7 túi khí, đời nổ Startup, thắng ABS và có thằng này hình như là có ga tự động rồi luôn, control luôn, đúng rồi, có luôn control luôn, có 7 túi khí luôn và ghế da.
Ghi ra còn rất là mới nha anh chị. Anh chị nhìn ghế da là anh chị biết xe mới không mới nha. Ghế da còn rất là mới. Xe này thì sản xuất năm 2019, lăn bánh được 50 mấy 60 ngàn anh chị, để tâm coi lại coi. 50 mấy 60 ngàn. Mà chất xe đẹp dữ lắm. Chất xe này anh chị lên anh chị chịu liền. Chưa mở bất cứ một con ốc nào, cửa cốp cabo là rin hết. À, đăng kiểm thì còn tới tháng 12/2025. Đèn trước đèn sau là full led nha anh chị. Mà mới tin à. 418 triệu. Anh chị có ngay con City bản top 2019 màu xanh carbonside. Một đời chủ mua mới. Nguyên cái máy xe này mà anh chị chạy mà chê nữa thì thôi rồi luôn. Không biết là cái máy nào mới vừa ý cho anh chị luôn. Xe này cái máy chạy đẳng cấp anh chị. Êm và nhẹ dữ lắm luôn. Rất là nhẹ và êm nha. Vỏ lớp còn dày dập luôn anh chị. Vỏ lớp còn rất là dày. Đó, xe thì rin hết. Chả có lỗi làm gì. Và rất là kỹ và cẩn thận. Đây. Mới lắm anh chị, cái máy 7 màu luôn. Tâm chưa có rửa, chưa có vệ sinh. Và để tâm coi coi bảo hành nhiêu nè. 60.000 cây anh chị. 60.000 cây. Nhắc bảo dưỡng tới 29 tháng 5. Là xe này mới bảo dưỡng nha anh chị. Xe này mới bảo dưỡng. Rồi nội thất nó mới tinh nè. Nội thất rất là mới. Xe chuẩn đẹp nha anh chị ơi. Đẹp ưng ý nha. Đèn đèn led hết. Và màu xanh carbonside. Màu này thì rất là ưa chuộng. Bán nhanh lắm anh chị. 418. Top 2019. Lăn bánh được 60.000. Em này là Accent 2022, lăn bánh được 50.000, bản đủ số sàn. Cái này bên Tâm đang bán cho anh chị là 405 2022, 405 hay 415 gì để Tâm coi là coi. Cái này có cửa gió sau nè, ghế là bọc da hai màu, Tâm có một bộ nỉ rin. Cái này thì Tâm có một bộ nỉ rin nữa nha, nếu mà giao dịch thì Tâm muốn gắn cái này gắn, không gắn thì gắn nỉ rin vô, là cái đó chuyện nhỏ nha anh chị. Mặt ca lăng mới, mẫu mới rồi. 2022 lăn bánh được 50.000, còn bảo hành hãng tới năm 2027. Một đời chủ mua mới, gốc số là 62. Đó, xe đẹp, màu trắng ngọc trai nha anh chị, không lỗi lầm. Mới tin. Từ máy móc động cơ hộp số là miễn chơi, vỏ lớp còn theo xe hết. À, đang bán cho anh chị là 415 thì phải. Hình như Tâm nhớ là 415. Hôm nay Tâm để cho anh chị là 405 nha, 405. Cho con Accent bản đủ số sàn 2022, bảo hành hãng tới năm 2027. Xe rin hết từ A tới Z. Chỉ chạy khoảng 50.000, 50.000 chứ không phải là khoảng, chạy 50.000 cây số, màu trắng ngọc trai. 407. Lộn nữa rồi, 405, xin lỗi. Em này Hyundai Accent bản đủ số sàn 2019, lăn bánh được 30.000, màu vàng cát, sơn rin cũng là hầu như là cả xe 90% trở lên là nước sơn rin. Xe được sở hữu là màu vàng cát, lăn bánh được 30.000, một đời chủ mua mới. Cái này bên Tâm đang bán cho anh chị là 358 triệu thì phải. 358 triệu. 358 anh chị. Xe mới lắm, rất là mới. 30.000 cây thì anh chị nghĩ xe hơi mà 30.000 cây thì nó có đẹp không? Rất là đẹp nha. Cái này để cho anh chị là 358 triệu cho con Accent 2019, số sàn bản đủ, một đời chủ mua mới, 30.000 cây. 2019 thì bảo hành hãng tới năm 2024, là hết năm nay mới hết bảo hành nha anh chị. Màu sơn là màu vàng 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 cát, lăn bánh ít, chất xe đẹp. Và Tâm để cho anh chị là 358 triệu Hyundai Accent số sàn bản đủ đó. Rồi anh chị thấy nhiều xe không? Rất là nhiều xe mới về, xe cũ cũng còn rất là ít, đa phần là xe mới về liên tục. Và Tâm còn khoảng 15 xe đang bỏ đánh bóng và dọn dẹp xì ba nữa. Thì anh chị đón xem video mỗi ngày của Duy Tâm nha. Ngày nào Tâm cũng phải lên video từ 1 tới 2 xe cho anh chị xem và tham khảo ủng hộ. Rất là nhiều sự lựa chọn tại công ty ô tô Duy Tâm. Anh chị em bà con có nhu cầu mua ủng hộ Tâm thì cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline là 0917 215 512.
và đến xem xe tại địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị, liên tục thay đổi và phát triển để phục vụ anh chị mình có được cái kinh tế ổn định và anh chị em bà con có được những sản phẩm tốt để về sử dụng gia đình ha. Tâm cảm ơn anh chị em bà con, xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt.